nha, mẹ gõ cho con ngủ nhé. Anh đang đứng đằng trước à? Vâng 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 em đang ngay ạ. Dạ. Mân ơi, Mân ở đây nhá, mẹ ra mẹ nhận hàng lại nhá. Mẹ ra nhận hàng xong mẹ vô nhá, con ngồi đây. Đợi đợi ngoan 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 nào, ngồi ngồi đây nhá, mẹ ra mẹ nhận hàng không người ta đợi nhá. Picture of Kobe, love Becky. Đấy là cô Becky gửi cho chị Kobe á. Hôm bữa mẹ chụp một tấm hình của chị Kobe là cô rất là thích nên là cô gửi món quà này cho chị Kobe nè. Bây giờ mình vô mình gọi chị Kobe ra nhé. Nhé. Con có đi với mẹ không? Ừ. Hay là để con ngồi đây rồi mẹ. Mẹ vô mẹ gọi chị Kobe ra rồi ta cùng khu bài nhé. Ok không? À, con ngồi đây để mẹ gọi chị Kobe đã. Chị ơi, con nhảy chưa? Cô Bi ơi, nhảy chưa con? Con nhảy đâu à? Mẹ với Mon có một bí mật. Bí mật dành cho cô Bi. Một bí mật này nó rất là đẹp, rất là ngon. Cô Bi có muốn xem bí mật không? Bây giờ mẹ bịt mắt cô Bi ra, xong rồi mẹ ẵm cô Bi, xong mẹ bịt mắt lại, xong rồi cho cô Bi ra xem được bí mật đó nha. Ok không? Bi nhé, nè nè, đi bịt mắt cô Bi lại nè. Đi đi thôi đi thôi, bịt mắt chị cô Bi lại luôn, không cho chị cô Bi thấy đâu. Wow. Rồi bây giờ mẹ với Mon cùng đếm nha. 1, 2, 3. Cô Bi lên đây, cô Bi lên đây. Đây là quà của cô Becky Linh gửi cho con này. Nhìn nhìn ngon không? Ôi trời ơi, trời ơi, từ đấy chứ. Từ đấy chứ. Nào ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây. Để mẹ chụp cho con một vài tấm hình để con để mẹ gửi cho cô Becky là con đã nhận được quà của cô nha. Được không? Rồi, bây giờ con ngồi đây để mẹ chụp cho con một vài tấm hình nha. Chụp cho con với Mon nữa nha.
Bi ơi, nhìn này, nhìn con máy này nè. Con ngồi yên nào. Bi nhìn đây nè. Mà lại đi rồi, mẹ chụp cô Bi nha. Rồi, Bi ơi, nhìn tắm đẹp lắm rồi. Bây giờ mẹ sẽ khui cho cô Bi nha. Đi đây, đi đây. Đi qua đây. Rồi, đem điện thoại đây nha. Rồi, bây giờ khui nha. Ôi, nhưng mà trước khi khui mình phải lấy cái rổ ra để chứ nhờ. Cái này để lên bàn nó lăn đi mất. Rồi, hai chị em ngồi đây đi, đợi mẹ đi lấy cái rổ ra. Đợi mẹ nha. Mà ngồi đây với chị Bi nè. Chị Bi ôm em đi. Chị Bi ôm Mon đi, chứ để Mon chạy lung tung đó. Đợi mẹ xíu mẹ lấy cái rổ ra. Cô Bi bỏ qua rổ cho mẹ đi, bỏ qua rổ. Cô Bi bỏ qua đây. À, đúng rồi, giỏi quá. Mẹ lấy từ từ đi, không là nó hỏng hết nha. Rồi Bi bỏ qua lên qua rổ cho mẹ nào, bỏ qua đây, bỏ qua đây. Này, bỏ qua rổ cho mẹ. Cầm đi con. Rồi mẹ lấy táo nha. Đây bỏ táo, bỏ qua táo qua rổ. Mình phải lấy từ từ nha, chứ không là nó rớt hết. Rồi một quả táo nữa Bi ơi, thấy không Bi? Rồi quả táo nữa là Bi ơi. Đây con bỏ qua rổ đi. Rồi Mon ngồi đây, Mon ngồi đây cho mẹ làm tí đã. Rồi, mình đã gỡ xong hết rồi. Wow, nhiều quá. Nhiều quá, nhiều quá. Thích không? Hả? Con thích không? Bây giờ cô Bi với Mon thích ăn những quả nào nào, nói mẹ nào. Cảm ơn cô Becky Linh rất là nhiều luôn á. Cô lúc nào cũng thương gia đình mình hết á. Bây giờ mẹ sẽ đi rửa nho này, cam này, và táo này để gọt cho các con ăn nha. Ok không? Bây giờ mẹ sẽ cô Bi sẽ giúp mẹ lau lau cái bàn này lại này. Sau đó là mẹ đi vứt cái này, với lại mẹ đi rửa một ít trái cây này được chưa? Rồi Bi ngồi đây. Bi ngồi đây, Mon ngồi đây. Bi sẽ để cái dao ở đây. Dao ở đây, với đây, ở đây. Bây giờ mẹ sẽ đi rửa nho này. Mẹ đi rửa nho với lại quả táo đi. Một ít táo mẹ rửa trước cho các con ăn lại nhé. Mình đi rửa cái cây nhé, hai chị em ngồi yên đây, đi lô bàn cho mẹ nhé. Để mẹ đang đi làm. Thank you.
lau bàn xong chưa? Rồi bây giờ mình gọt trái cây cho hai chị em cùng ăn nha. Mình lại đi dĩa lên nhé. Ăn gì nào? Ăn gì nha. Mình thích ăn cái quả này quá. Mình nhìn nó lại ngon này. Chị em nha. Ngồi ngồi xếp ra, ngồi xếp ra. Rồi. Bi ngồi đây. Ngồi ngồi đây. Đây cho Bi. Rồi Bi ngồi đây. Rồi ngồi ngồi đây nha. Đây mẹ cho mọi. Đây. Ăn hết rồi mình cứ lấy từ từ thôi nha. Đây còn nhiều lắm. Mình ăn Bi. Này hai đứa lấy nhau ăn đi này. Đây này. Ăn mỗi thứ một ít nha. Đúng rồi. Ngon nhỉ. Bi em thích ăn gì nữa? Ăn cam không? Đấy, ăn đi. Món ăn gì? Món ăn nho nha. Đây, cam on. Ăn đi, ăn đi. Bi ăn cam chuối thế. Ừ, chắc đợi mẹ lâu lắm à. Ngon không? Không mẹ miếng. Không mẹ miếng. Không miếng. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Này. Ăn gì mà ngon thế? Cô biết đi Linh mà biết con ăn ngon thế là cô sẽ vui lắm đấy. Ngon không? Ừ, hai đứa. Món ăn cũng rất là ngon luôn nè.